Ô, Nhiếu à? Thằng này nó bị dở hơi à? Đang đi để ngắm cái ngọn cỏ say đắm thế. Cỏ ơi, hãy mang đến cho tao thật nhiều may mắn và luôn nhớ đến tao nhé. Hiếu! Tiền sư con này, làm tao giật hết cả mình. Mày... Này, hay là mày đến đây mày định ăn cướp ngọn cỏ thần của tao? Ai thèm ăn cướp cái ngọn cỏ của mày? Chỉ có mấy đứa thần kinh thôi nhá. Mày vừa bảo là ngọn cỏ thần á? Ngọn cỏ thần đấy. Từ đây. Ôi. Ngọn cỏ thần đây á? Đây có khác gì cái ngọn cỏ thường đâu. Con thần kinh. À, con nợn này. Sao mày chửi tao? Thế mày chả vừa bảo là chỉ có cái đứa thần kinh nó mới cướp ngọn cỏ của tao thôi còn gì. Thế mày vừa cướp đấy thôi. Suy ra mày là con thần kinh. Còn cãi à? Thôi nhờ. Ơ nhưng mà không tính. Tao lấy trước mặt mày mà. Không được tính là ăn cướp. Không ăn cướp. Cái loại mày mồm mồm cái mồm mày kia kìa. Cái gì cũng nói được. Nhưng mà Hiếu ơi, cái ngọn cỏ thần này từ đâu mày có đấy? Cái này á, tao hái bãi cỏ. Thế hái ở bãi cỏ sao lại gọi là cỏ thần? Mày dở à? Mày chả biết cái gì cả. Người ta bảo ấy, ngọn cỏ sau khi được hái, chúng ta niệm một câu thần chú vào nó thì nó sẽ trở thành ngọn cỏ thần. Nếu như chúng ta biết nâng niu và trân trọng nó ấy, thì nó sẽ mang lại vận may cho chúng ta. Còn không thì ngược lại. Nếu không nâng niu, không trân trọng, nó sẽ mang đen đủi rồi là xui xẻo đến hết cuộc đời. Mày điêu, cái mặt mày điêu lắm. Thế mày nghe từ ai? Từ mấy cái đứa trong làng mình ấy. Ôi giời ơi, mày điên vừa thôi Hiếu ạ. Nghe mấy cái đứa trẻ con nói linh tinh, toàn mấy cái thứ tào lao, tao chả tin. Mày sẽ gặp xui xẻo cả đời vì cái hành động mày vứt ngọn cỏ thần xuống đất. Tao chả tin nhá. Úi dồi ôi. Sáng thứ hai đi học ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở. Này, sao đỏ kiểu này á, chắc tí có đứa trèo tường trốn học ấy, mày không biết đâu nhỉ? Ngáp là việc của ngáp, có đứa nào trèo tường á, tao ghi gấp đôi. Thế mày định trốn học à? Không, tao có định trốn học đâu. Tao chỉ muốn bảo với mày là ấy, mày vừa đi vừa ngáp như thế, tí mày vấp ngã tao lại phải cười đấy. Đây, vậy rốt cuộc ai mới là người phải nhìn rõ đường hả? Ai phải cười ai đây? Ôi dồi. Này, tao mới chỉ hơi đen một tí thôi nhá. À, con lợn này, vẫn còn cười à hả? Mày im chưa? Mày cười nữa là mày tới số với tao nhá. Trông cái mặt mày nhăn như khỉ ấy, mày mà nhăn nữa nhá, là già như trái cà đấy. Ê cái thằng kia, tao là học sinh cấp 3 nhá, tao già chỗ nào hả? Định chù ẻo tao đấy à? Không, tao nói vậy là để cho mày đỡ nhăn nhó thôi, chứ có ý gì đâu. Tao không cần mày giúp. Thế thôi. Ô cái thằng kia không đỡ tao à? Mày vừa bảo là không cần giúp còn gì. Ôi giời ơi, ý của tao bảo ấy là tao không cần mày giúp cái vụ mày chê tao già tao xấu ấy. Chứ tao có bảo là tao không cần mày giúp tao đứng dậy đâu. Nào, đi. Trời ơi. Ôi trời. Ôi trời, thằng kia, mày làm ăn kiểu gì đấy? Không phải tao. Là do cái thằng áo đen kia nó đi nó vào tao thì tao phải đổ vào người mày ấy chứ. Đừng hiểu lầm nhá. Rồi, cái thằng kia mắt nó để sau lưng à. Nó còn không thèm xin lỗi tao nữa, giờ ướt hết quần áo rồi. Sáng thứ hai đi học mà đen thế này. Nào, đứng dậy đi mà. Ui ôi, ướt tắt thế này. Thế bây giờ mày định thế nào? Thì tao đi về tao thay quần áo chứ sao nữa. Để ở đây đi học à? Mày là ngu thế. Ui. Bình tĩnh. Ướt thì đằng nào cũng ướt rồi. Nóng giận nạt nộ ấy chỉ làm mưa thêm nặng hạt thôi. Mà tao không thích mưa. Mày đừng có tào lao nhá. Tao không đứng đây tao xàm với mày đâu. Tao đi về đây. Đây quần áo đi học nhá. Rồi tao về đi. Tí mà đến muộn thì tao đi gấp đôi. À, mày côn đi. Trời ơi. Mày, mày,
một tí nữa là kịp rồi. Đèn thế. Áo còn chưa kịp là thế này. Nhưng mà không sao. Không vào được bằng đường cổng ấy thì mình treo tường quá dễ. Vào bằng cổng đi, không phải treo tường đâu. Ơ được. Thằng nào mở cửa hộ tao đây. Tao. Thầy ạ. Cô Quỳnh à, thằng này mở cho. Cần lên đây này cơ không? Đi học muộn gặp ngay thầy giám thị đi kiểm tra đây này. Lên phòng giám thị, viết bản kiểm điểm cho tôi. Vâng ạ. À. Thầy, thầy, này cho em giải thích được không thầy? Không giải thích, đi. Thôi nhưng mà không phải như thầy nghĩ đâu thầy ạ. À. Thầy ơi, này cho em một cơ hội lần này rồi. Quỳnh ơi, Quỳnh. Yeah. Nghe nói là sáng nay cậu đi học muộn, xong còn bị thầy giám thị bắt lên phòng viết bảng kiểm điểm đúng không? Ồ, sao mày biết? Thì có đứa chụp được ảnh là cậu bị thầy giám thị phát hiện, xong đăng lên nhóm của trường ấy. Bà ấy đang ẩn danh. Nhưng mà nhá, tôi thấy nhiều lượt tương tác lắm. Tớ cũng vào góp vui một ít. À, không, tớ nhầm. Tớ vào bình luận bảo mọi người là không được phép chụp trộm cậu như thế. Như thế là không được. À, tôi nói thật đấy, tôi không nói điều đâu. Cậu phải tin tôi chứ, tôi thề đấy. Mày cứ liệu đấy. Mà tao mà biết được đứa nào chụp trộm tao nhá, tao cho nó một trận. Đi học muộn nó cũng chụp trộm người ta. Này, đi bìm chúng mày. Tôi cảm ơn. Chả gọi tao đâu. Ê, cho tao cái này đi, tao đang thích cái này. Ô, chúng mày à, vị mới à? Đâu, có mới đâu. Mày chả biết gì mới mà, ăn vị lạ lắm. Đưa xem nào. Vị mới mà. Mới ăn hơi lạ. Ê, hết hạn rồi. Hết hạn á? Ôi. Ê. Ôi trời ơi, kinh quá. Chúng mày ấy, kêu chúng mày cứu tao cái. Cái ngày hôm nay của tao nó bất ổn quá thể đáng luôn ấy. Tao sẽ không nói là vận đen của mày có thể là do cái cây cỏ kia mà ra đâu. Mày đừng có tào lao đi. Tao không tin mấy cái đấy đâu. Ơ, cây cỏ gì đấy mọi người? Mày không biết à? Không. Vào tao phô cho. Còn lâu mới phô nhỉ. Hỏi tí cũng không phô. Ích kỷ. Hiếu ơi, hôm nay cậu định làm món gì cho cả bọn thưởng thức đấy? Hôm nay tao sẽ cho chúng mày thưởng thức món nước dừa tắc mít nhãn, hay còn gọi là nước dừa mít hoa quả. Ê, nghe phát là tao biết nguyên liệu của món này có những gì luôn. Có những gì nè? Thì có dừa, có mít, có nhãn, có tắc. Tắc là quả quất đúng không? Được, thằng này này đốm lưỡi đấy. Món này mix tận 4 vị trái cây, không biết vị như thế nào nhở? Tớ tò mò thật đấy. Thôi làm đi mày ơi, không cần phải dài dòng đâu. Nóng thế này mà được uống nước dừa ấy là đã phê lắm rồi. Bây giờ lại còn được nâng level lên là mix với trái cây nữa. Chắc chắn là rất đã. Ok, làm luôn nhá. Đầu tiên ấy, thì chúng ta phải bóc mít xế thành sợi như này này. Đó, để vào cái bát. Bây giờ tiếp theo ấy, chúng mày bóc nhãn ra cho tao nhá. Bóc nhãn cho vào cái tô mít kìa. Bỏ hạt đi. Ok. Ok. Rồi. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ bổ một quả dừa tươi, sau đó thì đổ nước ra đây, rồi chúng ta sẽ lấy cái phần cơm dừa nhá. Bỏ luôn vào đây này.
Rồi, bây giờ ấy, chúng ta sẽ cho vào cái ống nước dừa này này, nửa thìa muối, một thìa đường phèn. Đấy, rồi là nước quất đã vắt bỏ hạt đi nhá. Rồi, rồi tiếp đấy thì chúng ta sẽ cho dừa này, cho mít này, cho nhãn và cho trộn đều lên. Đó. Sau đó thì chị cho ra cốc và cho đá xay nhuyễn vào là thưởng thức rồi. Đơn giản thật đấy. Thế nhưng mà hương vị như nào thì sao chưa biết. Ngồi im thắc mắc thì vô dụng, thấy không? Bây giờ ấy, lấy cốc cho đá vào, ta múc ra cho mình thưởng thức. Ừ, ok. Đấy, thì đây nè. Bây giờ sẽ cho hai miếng quất này vào để cho nó thơm nha. Này, cho thử thức chưa? Ôi, thank you. Ôi dồi ôi, ngon quá Hiếu ơi. Ủa ôi, công nhận là nước này ngon thật đấy. Hiếu ơi, múc tao cốc này. Tạo được sau. Mời bạn. Ngon không? Ủa thế nào mà quần ta nó cứ ướt ướt đi chúng mày. Ai, thổng mới đưa cái câu của chồng cái này á. Hết thổng. Uống đi. Còn cái gì đâu mà uống. Cốc ai cũng bình thường. Sao đến lượt cậu cốc tự nhiên bị thủng ấy nhở? Ôi, ngày hôm nay của tao bất ổn lắm luôn ấy. Ngày gì mà đen thế không biết nữa. Thế đây. Khổ quá. Mất hết quần rồi. Này, nước đấy. Nguyên xi chưa? Nhớ bao. Uống đi. Ê, thế nào đây? Không hút được này. Ừ. Ông hút của tao ấy. Vẫn hút bình thường mà. Đúng, có cái tuyến thế đây. Đây này, ông hút như gì đây. Này, mày cứ... Mày đừng có nói là lại... Đúng rồi. Mày đang đen lắm. Bọn tao ngồi gần sợ bị lây. Đúng 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 đúng. Ơ, làm gì có chuyện đây. Ê, ngồi gần vào đây. Đừng có lánh tao như lánh hổ như thế. Tao tự ái đấy. Ngồi ra đây. Ê, 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 ê. Cậu đừng manh động nhé. Bọn tôi sợ. Chúng mày nhá. Bố của tao không khác gì. Làm gì đây. Ê! Làm gì? Ê! Ê! Ơ! Không còn à! Chúng mày! Ê! Chúng mày! Ê! Cái bọn này! Bạn bè kiểu gì? Hôm nay mình bị thế nào ấy nhở? Bao nhiêu chuyện đen đủi ập lên đầu. Ban đầu cứ nghĩ là cái chuyện cây cỏ thần của thằng Hiếu là chuyện xàm. Nhưng bây giờ nhiều chuyện đen quá. Có khi nào... Chả lẽ điều thằng Hiếu nói lại là sự thật. Là do mình ném cỏ thần xuống đất nên mình mới gặp vận đen thế à? Cái nói nhỉ. Con mày đây. Ô, có chuyện gì chú? Tại sao cháu lại đá đủ thùng rác cho công viên? Cháu có biết hành động đấy là hành động xấu không ạ? Chú ơi,
cháu có làm gì đâu ạ. Đừng có chối, từ sáng đến giờ chỉ có cháu vào đây, không cháu thì ai. Nghe gì thế này, ngồi công viên không làm gì cũng bị tai bay vạ gió thế này. Đến chú ơi, không phải cháu. Hiếu ơi, Hiếu. À được, Hiếu ơi. Này. Nào. Mày giúp tao với. Mày giúp tao gỡ cái vận đen do cây cỏ thần gây ra với. Mày bảo mày không tin cơ mà. Mày còn bảo là lời đồn về ngọn cỏ thần ấy là tào lao còn gì. Nhưng mà tao gặp nhiều chuyện đen đủi trong một ngày như thế, tao không muốn tin tao cũng phải tin ấy. Cả này khó đấy. Mày quăng ngọn cỏ thần xuống đất, xúc phạm ngọn cỏ thần như thế, càng quá càng. Tao xin mày đấy Hiếu ạ, mày giúp tao đi. Thế bây giờ mày không giúp tao nhá, tao đen từ giờ đến cuối đời, tao sống kiểu gì. Thôi được rồi, nể tình tao với mày là bạn, tao sẽ giúp mày. Thế nhưng mà với một điều kiện, mày phải mua cho tao 20 gói bim bim. 20 gói bim bim á? Gỡ được cái lời nguyền từ ngọn cỏ thần cho mày nó tốn công tốn sức rất là vất vả, mày hiểu không? Ta phải ăn bim bim để hồi sức. Thế chờ đi, tao đi mua nhá. Đấy. Xong rồi à? Thế thôi, xong rồi. Giờ mày phải luôn nhớ là giữ cái ngọn cỏ thần bên mình thì vận đen nó sẽ không đeo bám. Thế á? Cảm ơn mày. Bim bim của mày đây. Rồi. Tao cũng cảm ơn mày vì hay bịch bim bim 20 gói. Này, mày vừa bảo với tao là mày gỡ vận đen cho tao thì mày sẽ mệt với tốn sức lắm cơ mà. Thế mày vẫn nguyên si mà. Đấy. Mày nhắc tao mới nhớ đấy. Mệt quá. Ô bạn ơi. Bạn đây. Ôi. Ổn không đấy? Thôi rồi, đi vào trong nhà. Ăn bim bim nghỉ ngơi nhanh, khẩn trương. Vào nhà đi. Vào đi. Cảm ơn nhá. Về nhá. Về đi. Rồi, cảm ơn nhá. Ý, đi đường nãy giờ không có chuyện gì xui xẻo xảy ra cả. Ê, chắc chắn là cây cỏ này linh nghiệm thật rồi. Xe lao đến mình như thế mà mình vẫn lành lặn. Ấy, chứng tỏ là cây cỏ này mang lại may mắn cho mình thật rồi. Cỏ ơi, tao cảm ơn mày nhiều lắm. Cuối cùng thì mình thoát khỏi vận đen rồi. Thank you Vinamilk. Con Quỳnh nó tổ thật đấy mày ạ. À, tổ kinh khủng luôn đó. Gì nhỉ? Vừa mới vào quán đã chê mình tổ rồi. Hai thằng này, tao phải dình xem chúng mày nói xấu gì tao mới được. Nó tổ thật đấy chứ. Cái chuyện cỏ thần phi lý như thế mà nó cũng tin. Mình còn lừa được thêm 20 gói bim bim nữa chứ. Mà nó đâu có thể ngờ được tất cả những cái điều xui xẻo của nó xảy ra trong ngày hôm nay là đều do bọn mình gây ra. Cắn cái tội ấy, suốt ngày bắt nạt bọn mình. Làm sao mà nó nghĩ được nó bị trượt ngã là do những viên bi mày ném ra. Làm sao mà nó nghĩ ra được cái người mà chạy qua va vào tao để đổ ly trà sữa vào người nó lại chính là mày. Rồi là ly nước, ống hút bị thủng bị rách. Làm sao mà nó nghĩ ra được vẫn chính là mày. Nó cũng làm sao mà biết được người báo thầy giám thị rằng nó đi học muộn để thầy giám thị xuống bắt nó chính là mày. Và mày cũng là cái thằng mà chụp ảnh cái cảnh mà nó bị thầy giám thị bắt rồi đăng ẩn danh lên trang của trường. Và mày cũng chính là cái thằng báo chú bảo vệ rằng nó đá thùng rác ở công viên để chú bảo vệ xuống tóm nó. Làm sao mà biết được. Cũng là tại mày, mày nói với nó về cỏ thân, nó bị ám ảnh nên là nó chỉ nghĩ là vận đen đeo bám thôi, chứ nó không nghĩ là bị người khác hại. Úi ôi, đáng đời. Chị Đại ấy, cũng bị hại mà thôi. Bởi vì thế mới nói, mấy cái đứa mà giỏi đánh đấm ấy mà,
đầu óc kém thông minh. Nó bị bọn mình chơi cho một vố mà không hề hay biết. Từ giờ nhá, nghĩ đến cái cảnh mà đi đâu nó cũng cầm theo cái cỏ thần đấy, đến buồn cười. Này, vui nhở? Thì ra tất cả là do chúng mày bày ra. À, giỏi nhở? Chúng mày xứng đáng bị tao cho một trận đấy. Ê, khoan khoan, tao bảo Quỳnh ấy. Thôi đây. Chạy đi hiểu không? À, hai thằng con lợn này, đứng lại! Chúng mày đứng lại! Đứng lại! Đứng lại cho tao! Anh ơi, tao xin lỗi, bà tha cho bọn tao đi! Lừa tao! Rồi, mày dồn bọn tao từ đấy giờ mà mày không tha cho bọn tao đi à? Tha cho bọn tao đi! Trời ơi! Tao rồi đấy, khi nào tao đấm được mỗi thằng chúng mày một cái thôi nhá! Hai cái thằng ngốc nghếch! Đứng lại!